Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z, mình là Duy View. Và ở đầu năm 2020 thì chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của dòng sản phẩm TOF A15, một dòng sản phẩm mà TOF sử dụng CPU AMD thế hệ thứ tư. Và đấy là một dòng sản phẩm mà cực kỳ nhiều anh em quan tâm và săn đón bộ máy đó. Nhưng ở thời điểm cuối năm 2020 này thì Acer đã tung ra một dòng sản phẩm tiếp theo để tiếp tục cái sự thành công của chiếc A15, nhưng mà sử dụng CPU và cấu hình của Intel và AMD. Và đây là chiếc Acer TOF F15, một dòng sản phẩm với mức giá chỉ khoảng là 19 triệu đồng tại thời điểm hiện tại mình làm video cho hàng sách tay. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mẫu F15 này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại Laptop Z nhá. Và để tìm hiểu về chiếc F15 này thì hãy cùng mình tìm hiểu những cái điểm thú vị và những cái điểm khác biệt, những cái điểm mà khiến cho chiếc máy này đáng mua, hay là những cái điểm gì đó đã khiến cho chiếc máy này nổi bật trong tầm tiền 19 triệu nhá. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này, bắt đầu thôi. Và tất nhiên khi anh em mua những mẫu máy này, anh em hoàn toàn có thể tham khảo mã giảm giá AZ300 tại đường link dưới phần mô tả video, mình sẽ để anh em tham khảo cùng với link sản phẩm nhá. Và trước khi mà chúng ta nói qua về ngoại hình thì mình thấy đây là một cái ngoại hình rất là đẹp này, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ nói nhá. Cái điểm đầu tiên mà mình nghĩ sẽ anh em xuống tiền ngay cho chiếc máy này là về yếu tố cấu hình và giá thành. Cấu hình chiếc máy này là CPU Core i5 10300H với 4x8 luồng, xung nhịp là 4.5GHz, card đồ họa GTX 1650 Ti 4GB RAM. Chung với đó chiếc máy này sử dụng là 8GB RAM và SSD là 256GB. Và cái yếu tố khiến cho anh em rất là thích của chiếc máy này, mình đảm bảo 100% là mức giá dự kiến là khoảng 19 triệu đồng cho phiên bản sách tay này. Và mình nghĩ đây là một cái mức giá rất đẹp và nó ngang ngửa với cả chiếc IdeaPad Gaming 3. Nhưng mà thậm chí chiếc IdeaPad Gaming 3 chỉ có màn hình 60Hz thôi, còn chiếc máy này còn sở hữu màn hình 144Hz cơ. Vì thế đây là một trong những chiếc máy rất đáng để anh em quan tâm và lựa chọn. Và tất nhiên rồi, với màn hình tần số quét cao, với cấu hình thì dư đủ thì anh em hoàn toàn có thể chiến những tựa game eSports mượt mà tại thời hiện tại. Còn với những tựa game nặng hơn một chút thì anh em sẽ phải hạ setting xuống medium, vì card đồ họa GTX 1650 Ti cũng không phải là quá là khủng khiếp. Nhưng dẫu sao anh em vẫn có thể chiến được những tựa game offline thì cũng đã khá là đủ để sử dụng rồi. Với cái quá trình chơi game thì mình có nhận xét một chút về nhiệt độ của máy. Thì nhiệt độ của CPU khi mình để chế độ turbo thì sẽ rơi độ vào khoảng dưới 90 độ C. Còn card đồ họa thì khá là mát mẻ, chỉ vào khoảng loanh quanh 70 độ C thôi. Và trong quá trình chơi game thì mình thấy là tiếng quạt của chế độ máy, chế độ turbo ấy thì mình thấy là tương đối là to. Và đây sẽ là điểm chúng ta phải đánh đổi cho một chiếc máy sở hữu cấu hình mạnh này, hiệu năng cao này, lại gọi là auto gaming phân khúc phổ thông nữa. Và đặc biệt là nếu anh em nào chơi game chán rồi có thể sang chúng ta làm việc, gõ Word, gõ văn bản hay là lập trình thì hoàn toàn là dư sức với cấu hình này rồi. Còn với anh em nào làm về đồ họa nặng hơn một chút, ví dụ là làm đồ họa 2D, 3D thì hoàn toàn có thể đáp ứng tốt ở những cái mức công việc cơ bản. Còn nếu anh em nào mà làm nâng cao một chút, ví dụ nhá, mình làm Premiere Pro 4K ấy, vẫn là đủ để sử dụng. Nhưng mà với chiếc máy này chỉ có 8GB RAM thôi, mình cảm thấy vẫn hơi thiếu, playback thì vẫn hơi giật giật. Còn nếu anh em nào mà làm thêm đồ họa với After Effects nữa thì mình nghĩ là chiếc máy này vẫn hơi bị quá sức. Dẫu sao thì anh em lắp thêm một thanh RAM 8GB nữa là chắc chắn là đủ để sử dụng cái quá trình làm việc đồ họa này rồi. Còn có một cái điểm mà mình khá là băn khoăn và khá là mông lung, mình không biết là phiên bản cấu hình Intel này có khả năng nâng cấp ra sao, có khác biệt gì nhiều so với phiên bản AMD hay không. Thế hãy cùng mình tìm hiểu bên trong của chiếc F15 này nhá. Và đến với khả năng nâng cấp của chiếc Asus F15 thì ở đây chúng ta có hai khe RAM bus 3200, nâng cấp tối đa là 32GB. Ở đây lắp sẵn là một thanh RAM 8GB bus 3200 rồi anh em nhé. Chúng ta có thêm là hai khe M2 NVMe, ở đây lắp sẵn là một SSD là 256. Ở dưới thì chúng ta có là khe 2.5 để anh em nâng cấp SSD hoặc là HDD này, tương đối là tiện. Và đó tất cả những gì về khả năng nâng cấp của chiếc Asus F15 này. Về thỏi pin thì cho thời lượng sử dụng vào khoảng 48Wh, sẽ sử dụng khoảng 2-3 tiếng nhé. Về bên trong, về khả năng vận hành và về khả năng tản nhiệt thì mình thấy là hai quạt của chiếc máy này cũng tương đối là to và nhiều cánh. Có hai hệ thống quạt, hai hệ thống ống đồng này cũng tương đối là lớn. Ở bên này sẽ hở ra là phiên bản nó cao cấp hơn thì sẽ có thêm ống đồng đây để giúp cho máy tản nhiệt tốt nhất. Và đó tất cả gì về khả năng nâng cấp bên trong của chiếc Asus F15 này. Và từ nãy giờ thì chúng ta đã đi được hết bên trong cấu hình hiệu năng của chiếc Asus F15 này rồi. Chúng ta qua lại một chút về bên ngoài thôi. Phiên bản F15 này thì chúng ta có hai kiểu mặt lưng. Còn phiên bản mà mình đang có đây là kiểu mặt lưng là bằng nhựa. Mặt lưng bằng nhựa này thì anh em thấy là một cái màu đen, nó rất là ăn nhập với cái thiết kế của bên trong chiếc máy này. Tất cả máy là đều màu đen hết, không phải là mặt lưng màu bạc tương tự như máy nó màu đen, nhìn nó hơi buồn cười. Nhưng mà nếu anh em mua bản chính hãng thì vẫn có cái phiên bản mặt lưng kim loại nhá. Cái mặt lưng này thì mình thấy là có kết hợp cả họa tiết phay xước dọc, phay xước chéo cùng với cả họa tiết vân carbon ở hai bên này.
nhìn khá là trẻ trung, tươi tắn, và cái logo TOS đặt khá là to. Mình thấy là mặt lưng này thì sờ vào nó không có cao cấp, nhưng mà nhìn thì nó đẹp hơn, mình cảm thấy nó đẹp hơn cái mặt lưng kim loại kia. Mình đánh giá cái mặt lưng này là khoảng 9 trên 10 cho cái điểm thiết kế. Và chúng ta quay vào mặt trong của chiếc máy này đi. Ok, mặt trong của chiếc Asus TOS F15 này chúng ta có viền màn hình mỏng ở hai cạnh này. Cạnh trên sẽ hơi dày một chút và sẽ có một phần nhô nha nhỏ nhỏ đây để là webcam này, micro thoại này, hoặc là anh em đặt tay, anh em mở máy mà một tay vẫn mở được. Đấy, ok, khá là tiện đúng không? Ở phần dưới thì chúng ta có một chiếc máy có bàn phím RGB một vùng, không phải bốn vùng gì cả. Hành trình phím thì khá là sâu, gõ này đều có cả bàn phím phụ, full size. Anh em nào mà muốn gõ nhập liệu văn bản số liệu thì hoàn toàn rất là tiện lợi. Về touchpad của máy thì vẫn làm rất là tốt, mịn màng, hai phím bấm êm, không quá là lớn trong quá trình mình sử dụng. Duy cho cùng thì có một điểm mình không thích ở chiếc Asus F15 này là cái kiểu chất lượng bề mặt ở ngoài họ làm nó chưa được tốt cho lắm. Cái kiểu bề mặt phay xước dọc hay là phay xước chéo này sờ lên nó hơi bị kém cao cấp, cảm giác là nhựa khá là rõ. Nhưng mà cứ lùi lại thì cái độ chắc chắn của phần khung máy hay là phần mặt nắp lưng này mình thấy là tương đối tốt trong tầm tiền này các bạn có thể bỏ ra. Phần khung máy thì cực kỳ chắc chắn, ít hiện tượng flex, hay là mặt màn hình chúng ta thấy là hiện tượng flex xảy ra rất là ít. Thế nên là về chất lượng hoàn thiện của máy thì mình cho chiếc máy này một điểm cộng rất là lớn. Tổng kết lại thì chiếc Asus F15 phiên bản sách tay này thì có hai kiểu mặt lưng. Mặt lưng kia thì anh em đã quen rồi, và mặt lưng này thì mình thấy là cái điểm cộng của mặt lưng là nhìn rất là ăn nhập so với thiết kế của chiếc máy này. Thứ hai là cảm giác như là cái phiên bản này không được cao cấp như là phiên bản A15 kia lắm, vì mặt lưng kim loại sờ nó vẫn thích hơn, sờ vẫn chắc chắn hơn và nó cao cấp hơn. Ok, đó là những cái gì về tổng thể, tổng quan về bên ngoài của chiếc máy này. Mình cũng khá là băn khoăn không biết là cổng kết nối chiếc máy này có đầy đủ hay không. Thế cùng mình đi tìm hiểu về cổng kết nối của chiếc máy này nhá. Và bên cạnh trái của chiếc Asus F15 thì chúng ta có một cổng nguồn, một cổng mạng RJ45, một cổng HDMI, hai cổng USB-A, một cổng USB-C, Type-C Thunderbolt, là Type-C USB Gen 2 thôi. Cùng với đó là Mini DisplayPort. Chúng ta là không có Thunderbolt 3 anh em nhé. Cùng với đó là chúng ta có một jack combo Tandy 3.5 nữa. Ở bên cạnh phải của chiếc Asus F15 này thì chúng ta có một cổng USB-A nữa. Cùng với đó là một cổng khóa Kensington. Ở góc này sẽ là loa của máy anh em nhé, sẽ không phải là khe thẻ SD đâu. Và cuối cùng là có một điểm hơi đáng tiếc là chúng ta không có khe gió toàn nhiệt ở bên này. Đó tất cả những gì về bên hông của chiếc Asus F15. Có vẻ như cổng kết nối của chiếc Asus F15 này vẫn tương đối là đầy đủ, vị trí bố trí thì cũng tương đối hợp lý. Chúng ta quay lại một chút về màn hình đi. Màn hình của chiếc Asus F15 này thì chúng ta có một màn hình là Full HD IPS, độ tần số quét là 144Hz, với phổ màu là 62% sRGB, 47% Adobe RGB. Độ size màu là Delta E 1.46, tương phản là 800:1 và độ sáng là 285 nit. Theo mình thấy đây là một màn hình khá ổn cho anh em chơi game. Có một điểm mà mình không thích ở màn hình này là cái phần độ trễ nó hơi cao, là khoảng 70ms. Nhưng với những anh em game thủ phổ thông như mình hay là nhiều anh em thì mình thấy là màn hình này vẫn đủ để chơi game. Còn anh em nào hardcore quá thì chúng ta sẽ phải sử dụng một màn hình rời ngoài nữa với độ trễ thấp hơn. Nhưng dẫu sao thì với màn hình này thì mình trải nghiệm chơi game vẫn rất là tốt. Còn với Delta E chỉ là 1.46 thôi thì mình thấy là anh em nào làm đồ họa cũng khá là đủ. Nếu mà chúng ta cân lại thì màn hình có sẽ còn tốt hơn nữa cơ. Về loa của chiếc máy này thì cái điểm đặc biệt nhất trong cái tầm tiền là loa chiếc máy này rất to mồm và có thể gọi là to nhất luôn. Nhưng mà không có hiện tượng bị rè anh em nhé. Nhưng có một điểm mà mình không thích là giải âm bass thì hơi thấp, bù lại thì giải mid và giải treble thì xử lý khá là ổn. Nghe tiếng chân này, nghe tiếng nhạc vocal hay nghe tiếng nhạc nhạc cụ thì mình thấy là cũng khá là ok để sử dụng. Ok, và cuối cùng là cái thời lượng pin của chiếc máy này thì mình đã ngồi cắm chiếc máy này ở đây và mình sử dụng được khoảng là 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Không quá ấn tượng nhưng mà thôi cũng đủ dùng cho một chiếc laptop gaming giá phổ thông mà, cùng với màn hình 144Hz nữa cơ. Và tổng kết lại của chiếc Asus F15 này thì chúng ta có những điểm gì? Đầu tiên là hai yếu tố mình nghĩ sẽ ăn tiền nhất chính là cấu hình tốt, cùng với đó là giá thành rẻ. Cấu hình chiếc máy này là có i5 1650Ti, cùng với đó là cấu hình mức giá chỉ khoảng 19 triệu thôi. Cái điểm thứ hai là thiết kế đã có phần ăn nhập hơn so với phiên bản trước đây, mặt lưng màu đen ăn nhập với thiết kế của phần thân màu đen hơn. Cùng với đó là những điểm thứ ba mình nghĩ là anh em sẽ rất là thích là những cái tính năng đi kèm: màn hình tần số quét cao, bàn phím RGB, thiết kế hầm hố, touchpad mịn, loa thì nghe rất là ok, cổng kết nối thì không thiếu cái gì cả. Thì mình nghĩ chiếc Asus F15 này xứng đáng là một sự lựa chọn tiếp theo để anh em cân nhắc trong cái số tiền khoảng 19 triệu đồng. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu Asus F15 này, hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì xin chào
Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Lato AZ nhé. Và bây giờ thì tạm biệt.